Thì cha ăn thêm cục thịt đi cha. Cho thịt vô ăn. Thì đây. Nè, cảm ơn nha. Dạ. Ăn thịt này nó ngon thế này. Này thịt giò nè. Ừ. Ăn nó không có bị ngán, da nó không ngán nè. Ít mỡ. Thường thường là tiệm ăn tô bún mà được cục thịt bị lớn nhiều lắm. Cái gì? Nó gớt không mẹ? Không gớt đâu con, gấp đẩy. Nó chín gục rồi á. Mềm chứ lắm đó con á. Đó. Mới nói nó không gớt. Gớt trong dĩa không sao con ơi. Gớt gấp lại. Đúng rồi. Có già nó mới ngon nè. Ăn mấy cái sụn nó ngon lắm anh. Chào cả nhà đã trở lại với kênh Phới Biết Miền Quê nha. Sáng nay ông xã mình đi làm nè cả nhà. Ông xã mình có đi ngang cho ông ta phá dừa đó. Ta đốn dừa, ông xã mình xin được 2 cái củ hủ dừa nè. Củ hủ dừa này cũng nhỏ ha. Chặt mình bỏ cái phần già mình lấy cái phần non nè. Cái củ hủ dừa này nó nhỏ nè, ăn nó không ngọt bằng củ hủ dừa già ha. Hôm nay thì mình sẽ làm củ hủ dừa hầm với chân giò heo nha cả nhà. Sáng nay mình có đi chợ nè, mình mua được 3 ký chân giò heo nè. Giò heo thì mình lựa giò heo tơ nha, ăn nó mềm nó sẽ ngon hơn. Mình lựa cái giò trước, vừa có thịt vừa có gân, ăn nó sẽ ngon hơn nha. Hôm nay mình làm món chân giò heo hầm củ hủ dừa. Thì mình có chuẩn bị ở đây 3 ký chân giò heo ha. Ở đây mình có 2 cái củ hủ dừa nè, nửa ký nấm rơm. Đây là có sả với gừng, để hồi nữa mình trụng chân giò heo. Ở bên đây mình có mua thêm nửa ký nấm bồ ngư, hồi bỏ vô nồi hầm cho nó ngọt nước. Giờ mời cả nhà cùng làm với mình cho vui nha. Thôi giờ mình đi đập sả với gừng để trụng chân giò heo. Mẹ, nấm này con gọt luôn mẹ. Con gọt luôn đi. Mẹ đập sả với gừng để trụng chân giò heo. Dạ. Bữa nay nhỏ nhỏ nhìn ngon quá mẹ. Nấm nhỏ nó ngon, nó ngọt hơn nấm bự con ơi. Dạ. Trời ơi, con gừng bự to hết biết nè. Mới mốt mình mua ít năng về mình làm mứt gừng ngay. Một nhánh này chắc được rồi. Gừng thân này mắc quá. Mới mốt mua ít về trồng mới được. Bắt cái chảo lên để bắt nước trụng chân giò heo. Rồi mình cho nước mưa vô nè để trụng thịt. Cái
cái núm nhỏ nhỏ này con khỏi chẻ hai ni ơi. Dạ, con sợ nóng ấy, con cắt nó trên đầu. Ờ, cắt trên đầu được rồi, chẻ cái nó teo rồi nhỏ lắm con. Nấm bào ngư nào mình bỏ miếng muối vô, trong nước để mình ngâm. Củ dừa này nè, mình cũng sắc ra miếng nhỏ nhỏ cho để chơi dừa ăn. Thì sáng ông xã mình đi làm đồng nè, bự quá ông ôm về không hết đó. Không được cái đầu ông chặt ra nhỏ nhỏ. Để ngâm cho củ dừa nó đừng có bị đen, mình cho vô đây một ít chanh. Hầm á thì mình chặt cái miếng bự bự như củ sắn vậy thôi. Hầm bự bự thì nó ngon, củ dừa mình đừng có sắc mỏng quá thì nó không được ngon, nó không ngọt. Mình sắc mỏng ra gì rồi thôi mình chặn lại. Sáng ông đi đồng á, không có gì cầm hết trơn, cái ông chặt còn cùi không. Củ hủ dừa thì mình cũng ăn được cái lỗi non này không nè. Cái già quá thì mình xách về nặng chứ có làm gì đâu. Con bỏ nấm vô ngâm muối luôn nha mẹ. Ừ, con ngâm luôn đi con. Xíu núm này ta hái gần hết rồi đó con. Núm mót. Núm mót á, nó không có được lớn vậy chứ nó ngọt lắm. Dạ. Cái này nó hết. Mình ăn này mua núm ngọn vậy đó là nó tốt hơn núm đầu tiên. Đầu tiên thì núm nó thấy nó bự, nó giòn, thấy ham chứ bự bự chứ thuốc nhiều. Sôi rồi, chúng bỏ muối dưới gừng vô để mà luộc chụm chân dừa heo. Ồ quá trời sôi rồi, nãy giờ không hay nữa. Để xả dưới gừng vô. Giờ vô miếng muối nè. Dừa heo vô. Không nhìn ngon quá. Giờ heo mình trụng sơ sơ vậy nè. Ngồi mình nấu nước á, nó không có bọt. Nước nó trong nữa.
giờ heo này mình dụng sơ rồi xăng gì nè, rồi mình vớt ra để vô cái xịa này cho nó ráo nước. Rồi mình bằm miếng sả nè, mình bỏ vô nồi hầm. Mình hầm thịt thì có sả thì nó mới ngon, nó mới thơm. Nồi lên để mình chuẩn bị hầm nóng. Xoong nóng rồi, mình cho dầu vô. Rồi dầu nóng rồi, mình cho hành với tỏi băm vô. Thì cho thơm. Sả băm vô luôn. Hành với tỏi thơm rồi, thì mình cho sả cọc vô luôn. Nước nè mẹ. Rồi con đổ vô luôn đi. Mình có nước dừa thì mình nấu nước dừa còn cho nó ngon, còn không có thì mình nấu nước lạnh rồi mình nêm đường hèn nó cũng ngon. Dở ra coi nước sôi chưa, ô nước sôi rồi, giờ mình cho dừa heo vô. Nhiều xương giò đây chắc ngọt cho lắm. Rồi mình để đây mình nấu cho nửa tiếng ha, cho cái xương giò nó ra nước ngọt, rồi mình nó bỏ củ hủ dừa với nấm vô. Mình hầm này mình chịu khó, mình vớt bọt thường thường cho nồi nước nó được trong. Giờ heo mình hầm nãy giờ cũng mềm nè cả nhà. Giờ mình cho củ hủ dừa vô để mình hầm.
Rồi mình cho nấm gôm vô luôn. Nấm gôm này mình cũng ngâm muối với mình rửa sạch nè, để ráo nước đây. Rồi tiếp theo mình cho nấm bồ ngư vô luôn nha. Nấm bồ ngư mấy cái nhỏ nhỏ thì mình để nguyên, cái nào bự quá thì mình xé đôi ra. Cái nấm này nó dai lắm, mình bỏ đại mình hầm đi, nó mình đừng có sơ gục nha. Mình hầm chín thì nó ra nước ngọt, nó sẽ ngon hơn. Ủa một nồi ăn đã đời luôn. Tới đó hả? Chín chưa? Chưa anh ơi. Trời ơi, trời. Em hầm lâu lâu cho giò heo nó mềm nè, ăn cho nó ngon. Chưa sôi nó gì hầm lâu lâu thì trời. Sôi rồi, em bỏ nấm vô rồi. Anh tắm rửa đi là chín rồi đó. Nhà mình á, mình với ông xã mình cũng lớn tuổi hết rồi, mình hầm cho mềm mềm ăn cho nó dễ. Rồi cái nồi hầm của mình nãy giờ cũng chín rồi nè, mình bỏ nấm vô chín luôn rồi. Giờ mình cho vô đây một giá đường phèn để mình nêm. Rồi mình cho vô đây xíu bột ngọt. Rồi cho vô 2 muỗng hạt nêm. Cho thêm ít muối. Quậy lên cho gia vị nó thấm nè. Thịt mình hầm nãy giờ cũng ra nước ngọt rồi đó. Mẹ có sắc chả luôn nha mẹ. Ừ con đem chả ra sắc luôn đi con. Mà hầm cũng chín rồi đó, mình chuẩn bị cơm được rồi. Cái đường phèn nó ra cái nó nêm nước vậy. Chả này mẹ mới làm sáng mà ra ăn được hả mẹ? Nhanh quá. Chả nguội mà con, mình làm rồi để cho nó nguội để vô tủ lạnh là vài tiếng hồ ăn được rồi. Cái đá nó thường để qua đêm. Con mẹ làm ngon nha. Nhìn thấy ngon chắc ngon rồi. Sao cắt ra bỗng giữa nó cười nó xỉu. À, ra em làm trái bí nè. Chế bí thì cũng hên xui à. Thôi nhìn ngon quá trời mẹ ơi. Mẹ thấy cũng ngon đó. Tao con cắt thử ra trong ruột tụi nó có hy vọng không? Cứng dẻ dẻ. Cứng mà. Con này dẻ. Thôi không có bọng nghe ra ở giữa tôi biết à. Nè. Đó, ngon làm đàng hoàng. Em làm hơi hết ít tiêu ha, không có đen không? Em làm hơi ít tiêu. Nhiều quá em sợ nó cay á. Không, hồi sáng em bỏ tiêu xay nó nhiều, tiêu hộp em để ít hơn. Ăn miếng trước rồi. Mẹ tính Tết mới làm mà tự nhiên mẹ thấy thèm quá, mẹ làm mình ăn con ơi. Dạ, ăn giờ Tết mình làm cái nữa. Da heo á, lạng ngon hết mỡ. Ngon nè, cũng vừa ăn quá nè. Lạng hết mỡ, nhìn thấy nó bóng nha. Người ta làm có mỡ nó nhiều, cái sắc ra cái miếng chả nó út nhẹp à. Không, cái nồi này nhìn là ngon rồi đó. Mày cắt ra mẹ hàng để nguyên miếng. Cắt ra con. Cắt dài dài á. Ừ, cắt dài dài với nó dễ ăn. Rồi, cái nồi hầm mình chín rồi, múc ra ăn thôi. Quả sẽ ngon rồi. Rồi, cho hành vô. Hành mình bỏ sau vậy nè, cho nó giữ được cái màu xanh.
Rồi em múc ra rồi anh bưng lên giùm em nha. Rồi múc về. Thấy đơn sơ gì nhìn thấy cũng hấp dẫn lắm đó. Quá, cái nồi hầm đồ heo này ngon dữ. Nó ngọt dữ lắm anh ơi. Có nấm nữa nè. Rồi để nó đó đi, hồi múc thêm. Rồi cả nhà ơi, mình vừa làm xong món giò heo hầm có hũ dừa nè. Hồi sáng mình có làm thêm chả lạnh á, bây giờ mình mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình nha. Đưa chén đi, đưa chén này, bữa cơm ăn thôi. Rồi giờ mình mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình nha, ở ngoài cha mẹ ăn cơm. Gia mẹ ăn cơm, mời cả nhà. Ừ, quá món giò heo hầm của hũ dừa nhìn đơn sơ mình thấy cũng ngon quá ha. Mà có chả lạnh nữa mẹ. Sáng mẹ làm ít chả lạnh nè. Đúng món phải khẩu còn nhân thứ luôn. Hai đứa là được phải ăn con này nhất luôn á. Có da heo á. Đó đi học đại học là về là cứ ăn đúng món này. Đúng rồi, thứ nó mê này lắm. Cái sáng có ổ bánh mì cái đó. Nó kẹp vô. Nó kẹp vô cái trái dừa leo nó xịt nước tương vô là rồi đó. Đã sống đủ buổi sáng rồi đó. Được rồi tụi mẹ ơi. Nè, mẹ chấm nước mắm cho mẹ nè. Rồi em gắt cái chay mà anh đang gặp heo nó mềm nè đâu. Bên bánh cho tận kìa để hồi nó gắt được. Gắt cái miếng chả lạnh này, mày ăn cho hết miếng chả lạnh. Còn hơi miếng chả lạnh này. Chả lạnh này có lỗ tai heo nó gì tôi. Có da heo. Có da heo hả? Ừ. Da heo với thịt đùi á. Nó trong quá ha. Trong mỡ giòn cái da cũng dai vậy ha. Nó là hầm. Mình lạng hết mỡ á. Có mỡ nó bị đục. Ngon ha. Vừa ăn. Ngon ngon. Cái này lâu lâu mình làm ăn ngon. Thử miếng dầu heo. Chấm với muối tiêu chanh ăn ngon. Thật nè. Thử miếng da cho anh. Thử cho béo. Mày hầm da nó mềm luôn á. Mày hầm lâu á, mềm dễ ăn. Cha mẹ cũng lớn tuổi à. Cái da giò ăn đâu có mà ngán đâu. Mở da giò đó. Nó mềm mà anh ơi. Ăn kiểu kiểu luôn. Này còn hơi là khô kiểu nữa. Mềm dữ vậy hả? Dạ. Nó mềm dữ lắm luôn mẹ ơi. Con chàng miếng nước. Nước nãy mẹ nêm thấy cũng vừa ăn ngon á. Nãy con ở trong là con nghe cái mùi thơm lắm à. Chị không nổi luôn à. Trang cho em một muỗng nữa. Chị Trang có muỗng vậy? Ít rồi. Trang ít ăn đâu ngon đâu con. Núm này kêu núm gì? Núm bào ngư anh này. Bào ngư. Mềm thiệt. Mình chị ăn mới ngon à. Nước nó ngon. Thơm cái mùi nấm. Tại mình lớn tuổi mình thấy thích ăn mềm chứ có người thích ăn dai nha. Dai mình mua con heo bà nội vậy á. Heo bà nội bảo đảm dai luôn ha. Heo bà nội heo bà ngoại à, cắn cái là công cổ luôn. Mà mấy người nước ngoài á đã thấy người ta nóng mềm mềm không à. Dạ người ta ăn cái răng nó tốt mà. Ở Việt Nam mình là còn xước mía chứ ở nước ngoài vậy. Chả này xưa người ta làm có muối diêm rồi có ớt xanh nữa nè, em làm ăn không có gì hết. Nó cũng dính, người ta nói làm đó mới dính. Mình chưa thấy làm cái chả nó hơi đỏ đỏ mà này em làm thấy trông đẹp quá nè. Nè em không có để màu, không có để ớt xanh á. Ớt xanh nó có cái màu tím. Nó ngon. Được heo đã. Nấm nè, này nấm nè. Nấm bào ngư. Đây. Này bự ha, nãy mẹ xé ra rồi mà còn bự á. Dạ. Yeah. Cũng rồi mà. Cái nấm này là ôi sao dính dữ vậy? Cái nấm này á là mình ăn bự mới ngon mà nhỏ quá con không phải ăn nữa. Gắp nó không dính luôn. Nấm này ngọt quá em. Ngọt á. Mà tính nó teo mà nó không teo đi nè. Củ dừa. À, mình giờ nó đang có mở cái lọ cao tốc á, nó phóng ngay trên cái giường ngay là những cái chân giường dừa là hết giường dừa luôn. Hết giường dừa luôn. Vậy là sáng cho là đi ngang đó là lấy rồi. Mở thì nó lấy đó từ đâu mà mày ngang tới 60-70 thước. Ra hết giường dừa là hết giường dừa luôn.
còn có tóc. Ui, ngọt lắm Toàn. Ngọt ngay luôn. Ngọt. Hành chắc dày dày gì nè mới ngon. Mỏng nó mới ngon. Không có giòn mà nó không ngọt lắm. Dạ. Mình cho ăn thêm cục thịt đi cha. Chơi xích vô anh. Thì đây. Nè, cảm ơn nha. Dạ. Tóc thịt này nó ngon thế rồi. Cái này thịt giò nè. Ăn nó không có bị ngán, da nó không ngán nữa. Ít mỡ. Bình thường là tệ mang tô bún mà được cục thịt bị lớn nhiều lắm. Trời, cái bánh giò heo nó trẻ ra làm hai, có nửa cái bánh nè. Mà xương không à. Không có thịt gì đâu. Giò này giò trước nè, thịt nó nhiều. Giò sau nó ít thịt. Cái gì? Nó gớt không mẹ? Không gớt đâu con, gấp đẩy. Nó chín gục rồi á. Mềm gì lắm nó ngon á. Đó. Mới nói là không gớt. Gớt trong dĩa không sao con anh. Gớt gấp lại. Ờ đúng rồi. Gấp ra đi để hồi ngâm nước mắm à. Ăn thêm miếng cháo lạnh đi. Miếng cháo lạnh ngon quá. Chấp như miếng muối tiêu. Nên gặp người ta nghe. Cảm ơn bà. Cháo lạnh ngon thiệt á. Cái muối tiêu ăn đúng luôn. Cuối rồi nó ngọt. Mà vừa thấy nó còn non hay không mẹ ơi. Ăn cái nó có cái bị mà nó hơi hơi cái hậu ngọt bằng cái dừa hôm bữa mình. Nó không không giòn bằng cái dừa mình. Cái hậu ngọt nó không như hôm bữa. Cái dừa dừa nó trồng chừng 2 năm à. À. Còn nhỏ hay sao? Nhỏ, dừa mình nhỏ mới lớn. Nó bị con tóc bắn vô. Bắn. Nhân loại con tóc bắn ngay trời. Dừa là con tóc mà cỡ nào cũng phải phá hết. Đâu dễ đâu. Cái này cắn một cái hay cái miệng xèo luôn nè. Bắp giò mà nấu cái này là mới ngon. Cái nước nó cũng ngọt nữa. Cha ăn miếng à. Cái cha ăn ngon quá. Cái này cha ăn nước nhiều nhiều quá đi rồi. Chủ yếu là mình ăn nước ngon. Nước nó bổ lắm. Cái nước này có ít nấm vô nó thơm lắm nè. Dạ. Ăn nó ngon, chả được không? Chả được. Chả bới vô. Ăn phanh giò heo nữa đây. Cái này là giò nguyên cái có cùm ở dưới nè. Có thấy phanh nào nó cũng mềm chứ. Còn cái giờ ở trên cái bắp á, có thịt đó mà nó mềm dữ nữa. Thịt bắp nó mềm hơn. Cái thịt cho em nha. Anh ăn cái cục này. Rồi. Mỡ này ăn cái tới chị. Vậy chứ mỡ đang không ngán con ơi. Dạ. Cái chả này kêu sao cho đúng không? Chả lạnh. Chả này lạnh. Chả lạnh người kêu chả nguội. Ừ. Rồi cái nào cái tùy theo mình dùng nó kêu cái gì. Ừ. Nó kêu không? Cái số kêu bằng gì giò thủ hả? Giò thủ là chả chả lụa hả? Chả lụa là giò thủ. Giò thủ là chả đầu heo. À, còn chả lụa kêu bằng gì? Chả lụa kêu bằng chả lụa. Có cái này nè, cái này kêu là vậy mà. Cái này nè, có người ta làm thịt gì nè, với da. Ta làm xong cái người ta bỏ vô cái giò con heo á, lột da ra. Rồi cái người ta dồn vô đó, cái người ta đem đi mai lại hấp, buộc cứng lại. Đó cái bằng giò thủ. À, giò thủ. Còn cái này chả đầu heo. Có già nó mới ngon nè. Ăn mấy cái sụn nó ngon lắm anh. Ừ. Ăn cái răng là có cục mỡ vậy nè. Tại vì cái mỡ giò nó không có ngán. Đúng rồi, ăn không ngán. Chưa ăn mà con trúng mỡ lưng ra. Ngán thì thôi luôn. Thôi. Con ăn mỡ dở lắm. Nhưng mà mỡ bắp giò ăn được. Sáng kêu cái lạnh đi, thấy ta làm xong nó bỏ thùng nước đá không nè. Ừ, dặn nước đá không thôi để dặn nó ăn nó ngon. Dặn 2-3 tiếng ăn được rồi. Để, nếu mà để trong tủ lạnh kêu cái lạnh.
còn ở ngoài kêu mình chả đậu heo. Vậy đi. Chả nguội. Chả nguội. Chả nguội nữa hả? Chả nguội tên quá vậy. Để nguội mới ăn. Nhiều tên quá vậy. Còn chả nóng là chả gà chả. Cái này nóng con cắt đâu có ai dính đâu. Bờ gà gắt chứ không? Còn chả nóng là chả cá chiên. Chả cá chiên thì chả nóng. Thầy chơi, rồi cục này ngon là cho. Vừa có thịt vừa có mỡ mà vừa có xương luôn. Rồi. Bánh hai đứa ăn đi bên đây mẹ cho còn hả? Dạ dạ đi. Con đây ăn quá trời luôn nè. Quá trời dò heo luôn, nó ăn đỏ luôn. Nó phải ăn ba nấm đồ ngươi. Nó dài dài. Nó ăn cặp dò heo đã luôn. Dạ. Ừ, tay dò heo. Nấu mềm, cặp dễ. Thịt ngon sức mình. Hôm nay nhà mình mê mồi quá. Ăn đùi gì ăn nè. Ngon quá. Mới giờ này mà mấy con nhắc nhang kêu quá trời kêu mẹ. Ừ, 4 giờ mấy rồi nữa con. Dạ, đâu? Ê, 5 giờ mẹ ơi, 5 giờ 15 rồi. 5 giờ 15 rồi. Cái giò heo này kho tàu cũng ngon lắm mình Toàn. Con chưa biết luôn á. Kho vậy nó cứng rồi nè. Không, kho nó mềm. Kho rượu. Ừ, kho rượu quá. Kho rượu là kho rượu với kho tàu giống nhau không mẹ? Cũng nó đó. Kho rượu là kho cho nó rượu. Ừ. Kho tàu là mình bỏ lên cái tàu mình kho. Tao không bỏ vô cái nồi chứ đâu bỏ vô cái tàu nữa. cái vụ mà cái nguyên cái bắp á, nguyên cái bắp mà để nguyên dĩa là lâu lắm rồi không ăn. Ờ bây giờ đám cưới lâu lâu mới có nha. Đúng rồi. Nguyên cái bắp bự vậy nè, rồi ăn cái dẻ ra. Mà mềm dữ lắm, mềm. Còn mềm xưa lắm. Xưa tìm ba cái bạn bóp hết á. Nguyên giò heo hả? Tìm giò heo hả mẹ? Ừ. Thấy giò heo cũng dễ tìm mà. Ừ, tìm giò heo. Cái chợ nhóc. Cái chợ tìm giò heo nhóc. Đám cưới lâu lâu lần đó bây giờ nó ít ít ai làm. Bây giờ ít lắm rồi, bây giờ cái gì? Dùng của Sóc Trăng với Long Chị là con đi con còn gặp nhiều lần gặp chị Long Phú. Giờ người ta chặt ra miếng nhỏ 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 đó. Khi mình ăn cái mình gấp nó tiện, nó không có bị dụng. Còn bắt giò heo mà ví dụ đem lên cái bàn đó mà ăn không hết, người ta đem xuống thì người ta dẻ ra nó bị dụng rồi. Tại dĩa. Giờ người ta tiết kiệm. Dĩa con bắp bàn bắp mà ăn đó 10 người ha. Cho nó thấy còn người ăn. Sao hết cái bắp giò heo đó. Bữa nào mình làm thử đó nữa. Hoa sữa hay mới ạ. Con đi đám này ta cũng làm mà ta làm hơi lạc nữa, ăn không vừa khẩu vị với con. Ừ, mình làm thì mình nên vừa khẩu vị gia đình mình. Có người ta đem đi đắp giò heo đem đi quay rồi người ta nấu với dưa cải á. Cái nước nó có cái nấm mà mẹ, ăn nó ngọt ghê. Ngọt mà nó thơm nữa. Mẹ hết thịt rồi, gắp thịt em nha. Ăn ngon ngon lắm kìa. Ăn nấm mà. Để ăn mất nấm đi. Em thịt đi, lấy mỡ. Nè, nấm nè con. Nấm gom nè. Mẹ chồng biết dâu giống nhau, em mê nấm một ngư ghê luôn ha. Rồi à, lấy đồ lại ngồi nè, con nhóc nè, đi dắt nấm ra. Giờ heo con nữa. Dạ. Đưa cái mẹ ăn nữa. Rồi dắt nấm đi. Rồi nấm nè. Nấm mình nó nấp ở dưới không à. Nấp ở dưới này nè. Kìa ở trên thì thấy luôn kìa. Hả? Bên đây còn mấy ơi, bên đây còn nè, tại thằng đi nói gì á. Kêu ăn ép ăn thịt á không ăn. Dưới. Ép ăn thịt không vô ăn thịt ăn đoạn nấm vậy á. Ăn đi cho mập lên. Con mỡ mày mập. Nấm gom nha. Nấm gom này. Có nấm nữa. Cái nấm gom này mẹ nó còn nhỏ mẹ. Nó còn nhỏ ăn cái quá trời ơi. Ăn đi. Được rồi. Nấm gừng là nhỏ nhỏ, không phải ăn cái nấm nhỏ thôi là cái nấm to. Nấm nhỏ nó ngọt á. Nấm to nó bự ăn nóng thấy bà luôn. Em cắt đầu hết trơn rồi. À. Mẹ thích ăn nấm bầu ngư này hơn nấm đùi gà nè. Ừ. Nấm đùi gà ăn nó hơi dai hơn. Để mình cái dò heo nữa rồi.
Nãy em cặp được mấy phanh rồi? Em cặp được 2 phanh nè. Trời ơi. Nãy giờ cặp được 2 phanh hả? Cái món này hồi nhỏ nhỏ thấy mẹ má hầm gì ha. Về đi học mà về mà thấy cái là mừng quýnh luôn á. Hồi đó hình như là mấy tháng mới được ăn thịt heo 1 lần. Thì con nhớ nhà mình hồi đó là lâu lắm thịt heo 1 lần. Lâu lâu mới ăn 1 lần. Thường là Tết là nhà lần mới ăn. Hồi đó đi chợ đồ khó khăn lắm. Chứ đâu phải như giờ có lộ làng đồ đi mới thoải mái. Ở đây số sớm bằng chiêu không à. Dạ. Lâu lâu cái mấy tháng vậy mới có thịt heo ăn 1 lần. Thì ăn với cá không chợ lắm. Giờ đó đồng ở quê thì kiếm cá được. Còn kiếm gì ăn lấy vậy. Lâu lâu mới đi chợ. Ngày số mùng 5 ngày Tết người ta mới bằng heo. Nè. Nó mà tới đám rồi. Hồi xưa đám hay bằng heo heo giờ ít rồi. Giờ ít. Giờ đa số cắt thịt chợ không. Giờ mình đi chợ chút xíu tới chợ bị gì đường lộ nữa. Mà heo hồi xưa ăn ngon lắm anh ơi. Heo hồi xưa nó ngon ngon lắm. Thiệt người ta nuôi bằng tấm với cáp á. Dạ. Thức ăn. Ta nuôi lâu hơn hay mẹ? Ừ, nuôi cả 5 10 tháng cho lên người ta mới có bán. Không, heo này ăn cũng ngon nữa. Mà cắt đôi bụng cái gì nữa. Là ăn ngon. Kiểu giống như là gà hả dự như gà công nghiệp chứ không? Ừ. Bây giờ con nghe nói như heo ta nuôi 3 tháng rưỡi à. 3 tháng rưỡi là chậm lớn rồi đó. Giờ 3 tháng rưỡi là bán rồi. Sức chuồng. Tại nuôi trẻ lâu quá cái mình vốn mình nặng á. Nặng vốn lắm. Rồi con thấy ở dưới xóm dưới nhóc người ta bể heo chưa? Đây bay bay là đi Bình Dương liền. Thuận thì không nói gì. Rồi đó cha với mẹ cũng nuôi á. Đợt lời, đợt thì lỗ, đợt thì quầy vốn. Giờ làm gì cũng ngấy mẹ ơi. Hồi trưa đi con đi đám gặp mà chú kế cho nó trời chú hang chắc đúng mấy vụ rồi hết. Lúc này trái trái gió trở trời. Dạ chú nói được rồi, 2 ghe rồi thất quá trời thất đúng gom nè. Bị lỗ rồi hả? Lỗ 2 ghe. Lỗ rồi, bụng rồi đó. Hai ghe bụng quá. Không thấy hình như chắc trên bãi đâu gần cái xăng chứ đó. Dạ. Rồi cả nhà, gia đình mình cũng ăn cơm xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip tiếp theo. Chào cả nhà. Chào mấy ai nha. Mấy ăn no căng bụng luôn. Quá ngon. Này, tới mồi.